thì trong sáng nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta cập nhật về thị trường mọi người nhé hiện tại thì trong sáng ngày hôm nay thì thị trường ta thì nó cũng không không biến động mạnh so với ngày hôm qua mấy về xu hướng thì cảm thấy có những cái gì đấy mà mình mình thấy rằng nói nó là những cái tín hiệu mà nó không phải là tích cực ấy mọi người nó là những cái tín hiệu mà nó không không tốt lắm đấy là với mình kêu mọi người thời điểm này mọi người uh, tính toán kỹ về rủi ro tại vì uh, theo như mình thì thời điểm này nó cũng uh, không quá đẹp để chúng ta có thể kỳ vọng một cái con sóng tăng hay là một cái con sóng bứt phá mạnh nữa thời gian trước thì chúng ta có một cái vị thế ở vùng trên này rồi đúng không mọi người sẽ phải nhìn nếu mà nếu mà mọi người mà mà nhìn tổng quan chung ấy Ừ. Nếu mà mọi người nhìn về cái tổng quan chung nhá Thì mọi người thấy là Cái con sóng trước thì nó tăng khá là mạnh mẽ rồi đúng không ạ Thời điểm này thì bắt đầu người chơi bạn và... Thời điểm này thì bắt đầu À mình chưa bật bình luận nhỉ Quên mất Đấy, Anh em bình luận được rồi Kiểu thời gian trước ấy Thời gian trước thì kiểu mọi người Khá là nghi ngờ về thị trường Nhưng mà không hiểu sao mà thời gian gần đây mà anh em nhảy vào anh em chơi nhiều thế anh có thấy không lần này tín hiệu đưa ra chơi coi cũng nhiều tại sao những cái vị thế tốt chúng ta lại không giao dịch chúng ta không đánh đi đúng không ạ đến thời điểm này bắt đầu chúng ta lại mới giao dịch chúng ta mới nứt sóng thì mình trả bài là thị trường nó không tăng được nữa nhưng mà nó là những cái tín hiệu gì đấy mà mà không phải là tích cực ấy mọi người tự thời gian trước thị trường nền giá rất là tốt đúng không thì anh em này trả vào đánh nước sóng thì đến thời điểm này bắt đầu anh em này nhảy vào anh em chơi đánh nước sóng liên tục đúng không mọi người nó rất là nguy hiểm đúng không vì thế này thì tổng quan chung thì mọi người sẽ phải theo dõi thêm một chút nữa trong gian tới hello mọi người nhá. chào cả nhà nhá anh sót btc từ 46 sáu ngàn xuống á thôi mọi người nong sót làm gì thật này em khuyên đấy mọi người anh em đánh sport support đây, mọi người. Em nghĩ là đánh support thôi. Anh em đánh vui vẻ thì được chứ còn mọi người đánh mục tiêu kiếm tiền thì kiểu em nghĩ là không không lên đấy tùy. Đánh vui vẻ thôi, sang là mới làm về à. Kiểu đánh thời điểm này thị trường sợ, em sợ là kiểu mọi người cuốn vào future sau đấy mọi người mất lớn thôi. Nhiều khi bây giờ 5.000 đô bây giờ nó cũng to mà đúng không? 5 ngàn đô mà gặp sóng có khi nó lên rất là nhiều nên em nghĩ đánh support thôi đánh trải nghiệm thì đánh được nhưng mà đánh để kiếm tiền làm giàu thì em nghĩ là không phải con đường như vậy <laughs> xem một con linh hiểu ơi nhá linh thì nó vẫn như các đồng coi khác ấy mọi người linh thì em quá hiểu về linh rồi em linh em chơi từ 2019 à không nhớ con này 2019 hay sao ấy Con này em không đánh được này nữa Đợt trước em đánh xong rồi thì bây giờ nó lại Nó vẫn thế thôi, giá của nó vẫn như thế thôi Hiện tại nó đang dập dình này, đang đến xanh này Mọi người muốn ôm thì tùy mọi người nhưng mà em không cầm ừ. em nói mà, Tầm này em chưa có ý định em đánh ăn coi nữa Còn bây giờ ví dụ nó đẩy ngược sóng hay là nó đẩy như thế nào đấy thì em không biết ấy. Ừ. Nhưng mà mọi người nhìn mặt bằng chung đi mọi người nhìn mặt bằng chung mấy cái con nó thể hiện cái cấu trúc của thị trường ấy là Bogodot này Nó không tăng được nó không tăng nổi cái xu nó tăng nó không tăng nổi đúng không còn bây giờ ví dụ một số con mà nó bay mạnh hay là nó chạy ngược sóng thì cái đấy thì em cũng không không, không biết được thật nên con Linh nếu mà anh cầm thì cái, kiểu mọi người cân nhắc ấy, tại vì em cũng phải nói ấy, trường hợp những cái con nó đẩy ngược sóng như con xui hay là nó đẩy như một số con ấy làm sao mà em biết được đúng không? con xui em nói rất là rõ rồi Bên nó đẩy ngược sóng thì chịu còn bằng chung cái này mọi người nhìn này mấy cái đồng coi nó chạy cấu trúc sóng của thị trường là con bô này thì nó đâu có tăng gì đâu nó vẫn thế thậm chí là sắp tới có khi nó rơi về 5 đô thật chả đùa với bô đốt đâu future từng mất 10% phần trăm vốn ra bảo bỏ luôn đúng không vâng nếu mà không bỏ luôn thì sao lại mang 10% phần trăm vốn vào gỡ ấy thế là thua là 20% mươi phần trăm hai phần trăm do này mang hai phần trăm nó vào gỡ là thua bốn phần trăm 40% là phát cuối là ôn in vào là cháy bị mất hết tiền một đau chen nên sợ mất nắm đúng không mọi người đánh làm sao mà mọi người mọi người đi theo kiểu là một cái bậc thang ấy mọi người đầu tư đúng không à thông báo mọi người là sắp tới em sẽ chuyển zoom định hướng thứ ba nhất là ngày mai nhé anh em nhé Tại vì thứ tư nó hay bị trùng nhiều cái quá nên em không zoom thứ tư nữa. Sắp tới em nó chuyển sang zoom thứ ba là ngày mai đấy. Thì ngày mai mình sẽ zoom mọi người. Còn bình thường sáng thì mình zoom phân tích thị trường thôi, để mình giải đáp anh em thôi. Còn zoom định hướng thì mình sẽ dành cho thứ ba mọi người, thứ tư sợ mình lại hay bận. Thế là mình chuyển sang thứ tư nhé mọi người nhá. À sang thứ ba nhé. Mai thì ngày mai mình sẽ zoom định hướng mọi người nhá. nhanh nhỉ mình thấy là một đợt gần đây nó có một tuần nó trôi qua rất nhanh luôn ấy vừa đầu tuần xong bây giờ lại cuối tuần rồi đầu tuần nhanh nhỉ chẳng mấy mà thị trường lại ép cho mà xem anh đặt OB 2.2 ARB 1.45 à OB 2.2 á ôi mọi người order làm gì Khử sáng nay không phải order đâu mọi người Sắp này kiểu nó có vùng gom hàng ấy Nhưng mà 2.2 anh đặt cũng thấp nhỉ Thấp khả năng về được đấy Anh đặt 2.2 tận dưới này cơ mà 2.2 của anh thấp lắm Về được, có khi về được Tầm này là trong khả năng tầm Nói chung là tầm quanh 2.2 Trong khả năng có thể về được Nhanh lắm, sự thị trường nó sụp thì nó nhanh lắm mọi người Thị trường tăng tăng cũng nhanh Mà khi mà nó sụp giá nó cũng nhanh nhìn này nó tăng từ đây đến đây đúng không nhanh đúng không Chỉ nhanh mọi người tăng từ đây đến đây trong kéo ra cho anh em có hai tháng đồng trời nó tăng được nhưng mà đến lúc mà thị trường khi mà nó sụp giá nó cũng nhanh lắm mọi người nó giảm một cái từ đây về đây ngay cũng rất là nhanh ấy mọi người cháo gì ai đưa ra lý do cho em là tại sao mà nó tăng từ đây đến đây được mà lại không giảm từ trên này xuống đây được Mọi người cho mình lý do đúng Giảm được Trong khả năng nhé Còn không phải chắc chắn nó sẽ về Nhưng mà trong khả năng nó có thể về được ARB 1.45 à ừ, Con ARB bơm cũng mạnh sóng rồi ARB đợt đầu mua giá tốt nhỉ Mua có một đô Đợt đầu nhóm mình mua ARB có một đô bơm, Con này bơm mạnh quá Bơm lên mình ôm con ARB rất là nhiều đợt đấy mình có bảo anh em là mình ôm ARB rất là nhiều nhưng nó nó chỉ đẩy lên 1.6 mình chốt là 1.6 này thôi. Nhưng mà tính ra 1.6 chốt cũng ngon đúng không? 1.6 chốt của mình cũng là chốt ngon mà mọi người. Nhóm mình nếu mà anh em vào ARB cũng phải lợi nhuận khoảng có 60%. Con này đẩy ngược sóng. Mấy con như Bogodot các kiểu nó có đẩy đâu. Mỗi con một vài con như ARB này, con uh, ARB đẩy ngược sóng này, Sui đẩy ngược sóng này có hai con. Đa phần các đồng coi nó không đẩy con này mà đẩy trước thì mình thắng cũng lớn Nhưng mà con này nó đẩy về sau Anh Hiếu nhận định vòng gom hàng diễn ra trong bao lâu á Một tuần à Vòng gom hàng nó sẽ kéo dài khoảng một, một tuần Đến 10 ngày Quan trọng là đánh tăng tài khoản Tài khoản tăng ít nhưng bền vững vâng Thực ra nếu mà gặp sóng thì Nếu mà gặp mấy con sóng lớn thì nó cũng chả tăng ít Ví dụ nhiều khi mà chờ đợi được nhá Nhiều khi vào thị trường mà chờ đợi được nhá mọi người nhá nó không phải là ăn ít đâu nhá tự nó vụt lên một cái luôn ấy ví dụ bắt được cái sóng x 2 cái là 20 mươi đô đánh lên bốn chục ngàn anh em mà bốn năm ngàn đô 10 ngàn đô đánh lên tầm hai chục ngàn ngay có anh em vốn to tầm 500 trăm ngàn đô đánh lên triệu đô ngay nó gặp sóng nó nhanh lắm nhưng mà ý là phải bình tĩnh để vào chứ không phải là vừa thoát xong cái này mua ngay đúng không ví dụ như là cái đợt mà em có bảo một cái cắt bùm trên này đúng không em bảo là phải chờ chứ mọi người vừa thoát hàng xong bây giờ cứ thấy nó lên lên xanh cái này cứ phong mô phải chờ chứ phải chờ cái điểm vào chứ đúng không mọi người cái này phải chờ điểm vào chứ mọi người đúng không đánh phải như thế chứ còn nếu mà mọi người mà đánh kiểu vội vã ấy, thì sau sau này anh em phong mô hết bên ngoài bên ngoài bây giờ đã phong mô đầy Thôi, nói anh em luôn bây giờ người chơi bên ngoài bây giờ cầm coi nhiều lắm bắt đầu đang có tín hiệu cầm coi rồi khá là nhiều đặc biệt là mấy cái ông cũng có tính kiểu đánh đứt sóng ấy sau không cắt ấy mọi người sau đến thị trường nó quay đầu thì nhanh lắm em thì em cũng nói với mọi người rõ là không phải là thị trường không tăng được nữa nhưng mà vị thế này kiểu nó khá là nhạy cảm ấy và em cảm thấy nó không an toàn nếu như mà em cầm ở cái vị thế này đây là em phải nói rõ là em cảm thấy nó không an toàn ở cái thời điểm này còn bên ngoài thì bây giờ anh em cũng vào lướt sóng năm mươi nhiều lắm chả biết ăn có ăn được hay không nhưng mà cứ chờ xem em em đang cảm thấy có một cái em đang hình tượng mừng tượng hình tượng ra một cái cái, cái kịch bản của thị trường nó không không quá tươi đẹp chào anh văn hoàng ạ à. chào anh hồng phước cuối năm 2021 mình chân ướt chân giáo vào thị trường lúc đó chơi support nãy khoảng 4% không chốt sau thị trường đau chen ở mất 3% phần sợ quá cắt hết Xong muốn gỡ 3% âm kia vào đánh future nên cháy hết 5.000 đô vốn Tháng 10 năm 2023 mình quay lại thị trường rồi vốn là 10.000 đô Đánh theo hiếu xong bao rồi cũng đòi được 6% ,000%. về bờ đúng không <laughs> anh nguyễn phương đông là về bờ này sao anh 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 mới vào nhóm đúng không thế thì vốn của anh bây giờ khoảng 15 ngàn 15, 16 ngàn Gặp sóng mình nhanh lắm anh em 15, 16 ngàn ô có khi nó lên tầm 2, 300 ngàn đô thật Em nói em chả bao giờ em đùa mọi người luôn Có những cái mà em đùa được nhưng mà có những cái mà em kiểu em nói nó kiểu trong khả năng ấy mọi người Thật nhiều khi 15, 16 ngàn đô của anh đánh lên tầm 2, 300 ngàn đô bình thường Nó là bình thường nhưng chứ không phải là bất thường Bất thường thì phải đánh lên triệu đô nếu mà 15 16 ngàn đô mà đánh đến triệu đô thì nó cũng vài triệu đô. Nếu mà đánh đến vài triệu đô thì là bất thường, kiểu hơi khó ấy. Còn trong cái cỡ phạm vi đánh lên tầm vài chục lần thì cũng vẫn là bình thường, kiểu một triệu đô thì nó không bất ngờ lắm. Nhưng mà đánh tầm 2 3 triệu đô thì bất ngờ thật. Khó để làm được như vậy mọi người. Nhân trăm lần em đã bao giờ em nhân được trăm lần đâu mọi người. Mức nhân như vậy nó cao quá. <laughs> Nhưng mà tầm 2 300 ngàn đô ở trong tầm tay. bên ngoài kia anh em kìa có vốn tầm 50 000 đô kìa đánh sai sắp tới xem em mọi người này. nhiều khi FOMO hay là cứ kiểu đánh kiểu theo bản năng thì xong mất hai ba chục ngàn ngay sau đến lúc áp chen tao cuối cùng lại cháy hết cái câu chuyện của mùa đao chen của anh Nguyễn Phương Đông người này, này chia sẻ rất nhiều ở trên TN rồi không phải em chưa chia sẻ trên TN này anh em mới em chưa theo dõi em em cho xem lại cái td cái câu chuyện y hệt những câu chuyện này luôn cái lúc mà thị trường nó chưa xảy ra đao chen em đã nói về cái, cái câu chuyện này rồi Chứ không phải là bây giờ em mới nói Mạng nó bị chậm quá Không biết là do máy của mình hay là do cái gì nhỉ Máy của mình thì sao vậy? Câu chuyện của một dao chen đúng không? À đây, 202, đây bị chia sẻ với anh em ngày xưa đây. Tài khoản anh em lời 30 trăm nhưng chúng ta vẫn nghĩ thị trường còn nên Và không chốt. Đây, quay trở lại cái câu chuyện của anh cổ phần đông này. Chơi spot lãi khoảng 4% đúng không? Gần gần giống nhau đúng không? Thị trường lúc giảm cái thành ra mất lời, có khi bị chia hai tài khoản, lúc chia hai rồi thì bảo là lúc lời 3% còn không chốt. Giờ chia hai để chốt làm gì? Đấy. Sau đấy thì cứ dần dần một cái câu chuyện là chia 4 này như anh thì anh rơi vào là future là anh cháy. Và một cái vòng lặp nó cứ như vậy nó diễn ra Khiến anh em bị chia tài khoản hoặc là anh em đánh phiếu trò sẽ bị cháy Sau đó thì mình có hỏi anh em một cái điều đó là Theo anh em thì thị trường đang ở vùng đáy hay mới bắt chỉ bắt đầu giảm đúng không ạ? Nhưng mà anh em theo dõi mình thời điểm đấy thì biết rất nhìn biết biết câu trả lời rồi chỉ qua bây giờ kiểu bây giờ đọc, lại thôi nhưng mà ngày đấy mọi người theo dõi mình mình anh em biết câu trả lời đúng không? Thị trường sẽ mới bắt đầu giảm thôi. Hồi đấy mình phân tích xuống mà mình có phân tích lên đâu anh em mười 13 đô này. Bitcoin 36 ngàn Avax 67 đô đúng không ạ Avax à, sóng vừa rồi bơm mạnh thế mà còn chưa về được bò 67 đô Ai là 58 đô Anh em mình giá này anh em bật chạc lại anh em xem cho em xem Bao giờ đi về lại được 13 đô Câu chuyện này thì chia sẻ rất nhiều Khi mà kiểu uh, mọi thứ nó chưa xảy ra ấy Em đã, em đã, em đã dự, dự được cái, cái con sóng như vậy rồi mà Em đã dự về cái tâm lý của mọi người sẽ trải qua cái đoạn mùa đau trên như này rồi mà Đấy, cuối cùng là nó xảy ra thật Anh Văn Hoàng đấy là một trong những người rơi vào như vậy Câu chuyện này mình chia sẻ rất nhiều Giá ăn coi rất rẻ mọi người, ăn coi, à, ăn coi rất cao, hồi đấy niêm 13 đô Mình còn hỏi anh em một cái câu là theo anh em thì thị trường đang ở vùng đáy hay chỉ mới bắt đầu giảm Mọi người lưu ý nhé, đợt này có một số tài khoản giả mạo bên mình nhắn tin cho mọi người ấy đây là tài khoản giả mạo luôn nhé không phải tài khoản bên mình đâu nên mọi người chú ý tự dưng mọi người nhận được tin nhắn từ mình nhé cho mọi người này bảo là hiểu nhắn tin cho không phải đấy là tài khoản giả mạo thôi nhiều khi mọi người mọi người bên ngoài mọi người nhắn cho em em còn không trả lời mà tại vì em cũng đâu có biết mọi người là ai đâu đúng không trừ khi mọi người trong nhóm thì em biết mọi người rồi thì em sẽ trả lời đấy. hôm nay mình chào anh thắng Sóng sau em cân đối thêm vốn nữa được hay không anh nhá Cái đấy do em tính ấy, Nhưng anh nghĩ là vẫn sóng sắp năm nay mới là năm sau đánh tốt kiểu bây giờ anh em tính toán vốn kiểu do mỗi người nữa Bây giờ mà khuyên anh em mang vốn vào chẳng phải âm cái để chết mình đúng không Chết anh đúng không Thì cái này anh nghĩ là sóng tốt đấy Đánh thì vẫn đánh được nên Nhưng mà em sẽ phải tính toán thêm Anh còn đinh ARBTKO anh hầu luôn xuống order thêm ạ. Vâng, Chào chị Minh Hay à? Chào anh Tú Nguyễn. À anh Nguyễn Phương Đông anh kết bạn Facebook với em 2021 rồi à? <laughs> Đúng rồi, tại em nhìn ảnh này diện anh anh em rất là quen. Nên em thấy anh bạn là mới vào nên em cũng thấy hơi lạ. Em thấy quen lắm không biết lại là đã từng Facebook cũng kết bạn với nhau rồi hay ở đâu ấy. Hiếu cho hỏi là lãi suất USDT tăng giảm có liên quan đến dòng tiền ra vào hay không ạ? À? lãi suất USDT ở trong uh, ơn là này anh, trong gửi tiết kiệm ở trong uh, sàn hay là ở đâu ạ nếu mà trong sàn thì nó không ảnh hưởng ạ cái nó cứ biến động hôm, mỗi hôm một lãi suất đi mọi người thay đổi biến thiên trong sàn đúng không ạ không em không để ý cái đấy anh vào nhóm được một tháng rồi à? tính ra vào thị trường crypto lợi nhuận tăng cực kỳ nhanh so với các kênh đầu tư khác bên ngoài rồi nên mọi người đánh support là quá ok phiêu trần thì đúng rồi làm gì có thị trường mấy thị trường nó có ở bên ngoài cũng có những lĩnh vực mà nó tăng cũng 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 có thể được một vài lần nhưng mà nó cũng không liệt lắm mọi người coi này có khi còn tăng mấy chục lần luôn ấy mình nghĩ là không có nhiều nhiều không có nhiều thị trường mà có một cái biên độ lợi nhuận như thị trường coi này đúng không mọi người thị trường coi này biên độ lợi nhuận nó rất là lớn biên độ lợi nhuận của nó toàn có khi đầu tư vào đấy tầm 30 ngàn đô lên triệu đô nó làm gì như thế đủ 600 triệu mà lên tận 20 tỷ đúng 25 tỷ 700 triệu lên 200 tỷ nên 25 tỷ cái biên độ lợi nhuận nó cao quá ấy, mọi người ít thị trường nó có thể được như vậy lắm mình nghĩ là bên ngoài có hay không thì mình không biết nhưng mà ít thị trường ít thị trường có thể tăng trưởng được như vậy đấy là còn chưa kể những cái con coi mà nó băm ít cả trăm lần nhá hay là những cái con coi ra coi rác như là mấy cái con me me như là con da hay là shiba nó băm rất nhiều shiba và da ngày xưa cộng đồng nhiều anh em sẽ ăn to con đấy Nia mua bà 5 đô lên 20 đô không bán Về 15 đô gặp Hiếu kêu chốt Anh không tin bị phong mô 50 uh, 50 ngàn đô à Hay là bị phong mô lên 50 đô <laughs> cho anh nên như vậy đúng không em nói nhiều mà chỉ qua là đến lúc mà kiểu nó xảy ra rồi ấy, kiểu em nhiều khi em nói nó xa quá mọi người thì ra là mọi người sẽ nhìn thấy là nó hơi ảo kìa sóng vừa rồi chả ảo anh em sóng vừa rồi ai nhận định nó biết coi lên bốn tám năm mươi đô nha em mọi người bật lại cái buổi like của em em nói rất nhiều về mốc bốn tám năm mươi đô luôn ấy nó rất nhiều về cái mốc này em mà là nó không phải là chắc chắn tại vì trong thị trường ấy, trong thị trường nó trả phải chắc chắn là thị trường nó sẽ không chúng ta không thể chắc chắn được nữa tại vì tương lai kìa ngay cả cái việc mà bây giờ chúng ta đi ngoài đường chúng ta cũng không thể nào đảm bảo được an toàn 100 phần trăm được nữa. có thể là tương lai nó là cái gì đấy mà chúng ta không thể chắc chắn được mà chúng ta chỉ dự đoán được thôi hiểu đây em có nói mọi người là em không thể chắc chắn mọi người là Bitcoin sẽ lên 48 và 50 ngàn nhưng mà Bitcoin 48 50 ngàn nó cần phải quay trở về thì em chỉ có thể nói mọi người như vậy có nghĩa là nó gần như là cái tỷ lệ rất là cao tuyệt đối đấy là nó cần phải quay trở lại mốc 50 ngàn bây giờ bây giờ giá nó chạy xong rồi thì mọi người thấy nó bình thường nhưng mà thời điểm mà nhận định như vậy nó không bình thường đấy mọi người thời điểm mà nhận định như vậy nó không bình thường đâu chỉ có bây giờ nó chạy xong rồi thì thấy được ok 48 000 đô thì nó bình thường thật tại vì người chơi bản chất người chơi là như vậy mà khi mà giá nó chạy xong rồi thì chúng ta sẽ thấy bình thường ấy còn cái lúc mà nó chưa chạy thì mọi người thấy nó hơi bất thường giờ bây giờ ông nào cũng chả còn thích nên nữa ấy. mình đây mình còn sợ mình còn thôi cắt hào đấy nhá Chứ còn bây giờ đầy người vẫn còn đang kỳ vọng thị trường tiến tiếp Sắp tới thị trường anh em nhìn khốc liệt lắm mình Nhiều khi mình thôi mình không muốn chia sẻ cái kịch bản mà nó hơi tối tăm như thế Thành ra là bây giờ bên ngoài anh em Thành ra anh em đang ôm coi anh em cũng không thích mình lắm Thì qua zoom định hướng thì em hôm mai tối mai em sẽ nói nhé Tối mai tối mai em sẽ zoom định hướng Thì mọi người sẽ hiểu hơn về cái con sóng sắp tới Cứ chia sẻ ra ngoài nó không hay mọi người và tự dưng mình kiểu kiểu đa phần mọi người trong bên ngoài một người tư duy nó khác em ấy Tính chắc ra tự dưng nhận được những cái phản hồi tiêu cực nó không hay Nhưng mà chờ nhá, sắp tới em thấy căng lắm Em nói mọi người nó không dễ như mọi người nghĩ đâu Cái lúc em nhận định lên 50 000 ấy mọi người thấy nó khó mà ông này phân tích ảo Thằng này chơi, đoàn chơi mồm Nói nó cứ nói như thế Ông cứ nói như thế Toàn là kiểu người mới mà người chơi mới mà Trẻ lúc mà biết 5x thì em phân tích 16 ngàn ai tin rồi Chả ai tin Đây này như anh Anh gì ở trên đây này Anh HM này Anh hồi đấy anh ôm con nia đấy 3 năm đô đấy Nên 20 đô không bán Sau cuối cùng là Fombo đu con đấy luôn nó về một đô Đang lợi nhuận là anh nhân khoảng tầm 5 lần Thế là đến lúc mà nó quay đầu cái này, anh là anh thành ra anh bị chia Lại thành trai chia khoảng 3 lần 4 lần đúng không? Bố chia 4 lần. Là... Mà hồi đấy con nia 13 đô em nhận định rất nhiều về con nia sẽ về dưới một đô luôn ấy. xem lại nia có về dưới một đô không nhá. Ui, cũng nhận nhiều nhận định của mình, có nhận tầm có ý là nếu mà nhận định xa của mình rất sát luôn đấy mọi người.